Thưa quý vị, phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, đảm bảo người có đất bị thu hồi phải có điều kiện về chỗ ở bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 01 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 lần 1 đã được Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo ký ban hành. Nghị quyết đã thống nhất bổ sung danh mục 50 dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai lần 1 với tổng diện tích là gần 100 hectare. Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự án đảm bảo sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quá trình triển khai, thực hiện thu hồi đất, giao đất, thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục, quy định pháp luật có liên quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân. Cử tri xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất phản ánh, trong thời gian qua, khi thực hiện hồ sơ vay, thủ tục tiền ngân hàng, người dân đã làm thủ tục thế chấp tài sản theo quy định. Nhưng các ngân hàng lại đề nghị người vay mua bảo hiểm tiền vay, nếu không mua, bị gây khó dễ. Cử tri kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai xem xét lại quy định trên, không bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm khi vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Qua nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn trong thời gian qua, Ngân hàng chi nhánh tỉnh đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm tại đơn vị, nghiêm cấm mọi trường hợp ép khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm không cần thiết, đảm bảo thực hiện quy trình cấp tín dụng đúng quy định. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm. Đồng thời sẽ đưa nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm cần thanh tra, kiểm tra trong thời gian sắp tới.